Kính thưa quý vị, theo Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thì từ đầu năm đến nay tình trạng mua bán chuyển nhượng đất tăng mạnh, đây là mức tăng cao nhất so với các năm gần đây. Cuối tuần qua, người dân quận 9 đã xếp hàng dài để làm thủ tục hành chính trong đa số hồ sơ liên quan đến đất đai. Để đáp ứng được nhu cầu lớn này, Ủy ban Nhân dân quận 9 đã phải tăng cường nhân lực cho phòng tiếp nhận hồ sơ để có thể kịp thời phục vụ cho người dân. Không chỉ tại quận 9 mà các khu vực khác của thành phố, nhất là khu vực vùng ven và ngoại thành, số lượt chuyển nhượng, mua bán đất cá nhân chiếm tỷ lệ lớn, thậm chí nhiều quận huyện đang trong tình trạng sốt. Theo số liệu từ Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong tháng 3 năm 2018, khu vực quận 9 có gần 7.000 hồ sơ nhà đất được chuyển nhượng mua bán, quận 12 có trên 5.300 hồ sơ, huyện Hóc Môn có trên 3.300 hồ sơ, còn Bình Chánh có hơn 6.000 hồ sơ. Đặc biệt, số hồ sơ cập nhật tại huyện Củ Chi khá biến động với số lượng lớn nhất là hơn 13.800 hồ sơ. Các chuyên gia đánh giá thị trường hiện nay tập trung chủ yếu là dân đầu cơ, nhà đầu tư thứ cấp nhỏ lẻ cũng là dân lướt sóng mua đi bán lại. Trước thực trạng này, lãnh đạo thành phố cũng đã lên tiếng cảnh báo người dân về tình trạng các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin sai lệch, không đúng làm đất tăng giá ảo.